anh đang đứng ở trước khu đô thị Vinhomes Park và trước tòa nhà trụ sở VinFast là tòa nhà Technopark. Và Hoàng sẽ mời anh chị cùng trải nghiệm một cái quãng đường thực tế di chuyển từ Vinhomes Park xuống đại công trường Vinhomes Dream City mà được rất nhiều các anh chị và nhà đầu tư đang mong chờ, ngóng chờ từng ngày, để xem là cái quãng đường di chuyển và cái thời gian di chuyển từ Vinhomes Park xuống Vinhomes Dream City thực tế là mất bao lâu anh chị nhé. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ạ. Đi thôi. Hiện tại là Hoàng đang nhìn đồng hồ là 11:01 ạ. Để xem là chúng ta đến cái đại công trường Vinhomes Dream City là chúng ta mất bao lâu ạ. Chúng ta sẽ di chuyển theo cái trục hai đường gom dọc cái đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng 5B. Hai đoạn đường này là hai đoạn đường mới đang trong quá trình thi công gần hoàn thiện rồi ạ. Hiện tại là cũng có thể bắt đầu đi được rồi, nhưng mà đang hoàn thiện đến những cái giai đoạn cuối cùng. Ở trước mặt anh chị là cái nút giao kết nối giữa cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cũng đã hoàn thành rồi. Chúng ta sẽ rẽ trái để đi sang cái làn gom ở phía bên trái này. Làn gom phía bên phải thì đang có một đoạn cầu vẫn chưa hoàn thành. Đó, anh chị nhìn thấy ạ. Ở góc bên trái là cái hồ mà cái trường Vinhomes đi. Ở đây là cái đường gom nối từ Vinhomes Park xuống Vinhomes Dream City. Ở đoạn này thì anh thấy là công trường đang thi công vỉa hè và lát đá và trải những thảm nhựa cuối cùng. Anh chị có thể thấy ạ. Đó, thì gần như là cái đoạn cuối cùng này đang hoàn thiện những cái giai đoạn thảm nhựa và lát vỉa hè cuối cùng để hoàn thành. Dọc hai bên đường cao tốc 5B chính là hai đường gom. Và anh chị có thể thấy là hiện tại là cơ bản đã hoàn thành rồi. Rất là thông thoáng. Một con đường rất là mới. Và anh nghĩ rằng cái thời gian di chuyển đi xuống Vinhomes City chắc chỉ đấy tính bằng phút thôi. Để mà dễ hình dung thì Hoàng sẽ mời anh chị ta có thể tham khảo bằng cái tích nốt ở trên map. Hoàng sẽ chèn vào trong màn hình để anh chị dễ hình dung hơn. Còn đây là cái góc mà ở góc nhìn thực tế từ khoang lái xe của anh. Anh chị sẽ thấy là di chuyển rất là nhanh. Đây là cái đoạn cầu mà bắc qua sông Bắc Hưng Hải anh chị ạ. Đây chính là sông Bắc Hưng Hải, có chảy qua khu vực Eco Park.
đây chính là cái cầu vượt Long Hưng ạ. Là trục đường vành đai 3,5 và giao với đường 5B cũng chính là điểm đầu tiên của dự án Vinhome Dream City. Và chúng ta có thể thấy là quãng đường di chuyển của anh đâu đó chúng ta hết khoảng độ, bây giờ là 11:08. 11:08 ạ. Thì chúng ta di chuyển từ Vinhome Sun Park đến đây chỉ hết 8 phút thôi ạ anh chị. Đây là toàn bộ đại công trường. Đây có một cái biển đang chỉ dẫn đến hồ tạo sóng này, các phân khu này. Đó. Thì toàn bộ ở góc này đó chính là góc đầu tiên của đại dự án Vinhome Dream City Hưng Yên. Anh chị có thể thấy về tiến độ thì anh đã có một clip tiến độ tổng quan toàn cảnh của cái đại công trường này. Thì cái anh chị có thể thấy là quãng đường di chuyển rất là gần. Và rõ ràng là gì ạ? Rõ ràng từ Vinhome Sun Park đi xuống Vinhome City thì không còn xa nữa. Chỉ đâu đó chỉ 8 phút thôi ạ. 8 phút anh chị ạ. Đường rất là thuận lợi và không có một cái đèn đỏ nào. Và đấy là trải nghiệm cũng như thể là cái hành trình thực tế mà anh muốn đưa đến các anh chị và các nhà đầu tư có một cái nhìn gọi là sát nhất, và chúng ta sẽ có cái gọi là phân tích để thấy được cái tiềm năng cũng như thể là cái cơ hội đầu tư ở Vinhome Dream City này như thế nào, tốt như thế nào. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video này. Hy vọng là sẽ có những video tiếp theo mà anh sẽ gửi đến anh chị nhiều góc nhìn chân thực nhất, khách quan nhất và chính xác nhất về các đại dự án thấp tầng Vinhome. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.